Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video mở hộp điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ mở hộp một chiếc điện thoại giá rất là rẻ của Xiaomi, đó chính là Redmi 10C. Redmi 10C hiện tại đang được bán tại Xiaomi.net với mức giá xem với cả Bphone A40. Vậy thì Redmi 10C có điểm gì đặc biệt? Mình cũng sẽ nói luôn, nó sẽ có một số những điểm nổi bật, ví dụ như là bộ nhớ trong là 128GB, tương đối thoải mái cho chúng ta ở trong tầm giá này. Tiếp theo nữa là nó có một cái màn hình tương đối lớn lên tới là 6,71 inch. Nó sẽ có viên pin là 5000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh, có con chip là Snapdragon 680 và có một cái camera ở phía sau lên tới là 50 chấm. Đấy. Tuy nhiên, không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Chắc chắn là Redmi 10C nó phải hy sinh một điểm gì đó, đúng không ạ? Vậy thì những cái điểm nhược điểm của nó là gì, cũng như là ưu điểm của nó là gì thì mình cũng sẽ nói nhanh cho các bạn ngay trong video của ngày hôm nay. Đấy, mình sẽ bỏ cái chiếc điện thoại này qua bên đây nhá. Đây là hộp của nó đây, chúng ta sẽ có in hình sản phẩm ở bên ngoài. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ xem ở bên trong hộp của nó sẽ có những gì nào. Đây, quay dọc sim đi nhé các bạn nhé. Bên trong này chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ này. Hộp nhỏ này thì sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Ốp lưng đâu rồi? Không ốp lưng thật này. Trời ơi, không ốp lưng luôn này. Thế này là một sự cắt giảm đi rồi. Và chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Đây là củ sạc có dòng ra là 5V 2A, nghĩa là đây sẽ là 10W. Mặc dù sản phẩm này hỗ trợ sạc nhanh 18W nhưng sạc đi kèm lại chỉ là sạc 10W. Và mình lại chê cái sạc này, chê. Đó. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C. Đấy. Như vậy là không biết là Xiaomi họ có bắt chước các hãng điện thoại khác hay không, nghĩa là cắt giảm dần dần phụ kiện. Ví dụ như là ngày xưa Samsung là phụ kiện của họ đầy đủ lắm, ốp lưng rồi là tai nghe các kiểu luôn. Nhưng mà bây giờ đấy, các bạn thấy đấy, kể cả tầm trung của Samsung là họ cắt giảm từ từ, nhưng họ cắt giảm cái ốp lưng đi này, xong rồi họ lại cắt giảm luôn cả cái củ sạc đi luôn này. Không biết là sau này ông Xiaomi ông có làm điều đấy hay không. Đấy, bây giờ là ông ấy làm cái sạc chậm hơn này, xong rồi ông ấy bỏ luôn đi ốp lưng rồi. Đây là cái điểm mà mình thấy là rất là dở. Đấy, nhưng mà cũng có thể chúng ta trông trước cho, bởi vì là cái sản phẩm này giá nó rẻ thì nhà sản xuất họ muốn cắt giảm đi như thế để tiết kiệm chi phí, đúng không nào, và cũng để cho chúng ta một mức giá rẻ hơn. Đấy, kiểu như vậy. Nhưng thôi, cái đấy là cái mà chúng ta nghĩ như vậy thôi, chứ còn mình thì rõ ràng là thích một cái sạc nó phải nhanh hơn, cũng như là có ốp lưng nó sẽ ngon nghẻ hơn, đúng không nào. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với chiếc máy này nhá. Quay trở lại với Redmi 10C thì điều đầu tiên khi mình cầm cái sản phẩm này trên tay đó là nó tương đối là đầm tay. Khối lượng của nó sẽ rơi khoảng 190g và độ mỏng của nó sẽ rơi khoảng 8,3mm. Và nếu mà các bạn để ý vào cái mặt sau này nhá, thì bạn sẽ liên tưởng đến một cái sản phẩm mà trước kia mình cũng mở hộp, đó chính là Tecno Spark 8C. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là cái Tecno Spark 8C ấy thì nó cũng sẽ có cái cảm biến vân tay nó đặt ở bên trong như này. Đây, để cho các bạn xem luôn này. Tecno Spark 8C này, thấy giống không ạ? Đó. Rồi, thế thì với cái thiết kế như này thì mình có cảm giác như là nhà sản xuất họ đang cố nhồi nhét thật là nhiều những cái lỗ vào trong cái module này. Đấy, để nhìn có cái cảm tưởng là cái chiếc điện thoại này nó có nhiều camera. Nhưng thực chất ở phía sau này chỉ có đúng 2 camera mà thôi. Nó sẽ có một camera chính có độ phân giải là 50 chấm và một camera hỗ trợ cho việc chuẩn xóa phông có độ phân giải là 2 chấm. Còn lại thì đây là đèn flash nhé các bạn nhé. Đây là một cái camera giả các bạn ạ. Đó, để mình nhìn kỹ xem nào. Đúng rồi, chính là camera giả luôn. Lúc đầu mình còn tưởng cảm biến cơ nhưng không phải. Ở đây nó có một cái camera giả, nó ghi cái dòng chữ AI ở đây. Xong phía dưới này thì cố nhồi nhét thêm cái cảm biến vân tay vào chính giữa như thế này nữa. Cái cách thiết kế cảm biến vân tay ở chính giữa như này thì cũng là một cách thiết kế mà nó cũng đã lâu rồi. Tất nhiên là về cái sự tiện dụng thì mình nghĩ là cũng khá ổn đấy, chứ không phải là bất tiện gì đâu. Nhưng rõ ràng với việc cố nhồi nhét như thế này thì mình cảm thấy là cái này nó hơi dị. Đấy, nói đẹp hay xấu thì nói chung là phụ thuộc vào mắt của mỗi người, nhưng mà thế này mình thấy là hơi dị. Mặt lưng này thì có các cái họa tiết đan sọc như này, có cảm tưởng như là giả carbon, nhưng mà không phải, mặt lưng này chỉ bằng nhựa thôi nha các bạn nhé. Xong rồi khung viền cũng chỉ bằng nhựa mà thôi này. Đấy, mặt lưng này thì là mặt lưng tối màu và nó sẽ để lại tương đối nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Tất nhiên là vẫn sạch sẽ hơn so với mặt lưng bóng, nhưng mà mình thấy là mặt lưng này thì phải có ốp lưng thì nó mới đỡ bẩn. Chứ còn nhà xuất không có ốp lưng tặng kèm thì cũng hơi đáng tiếc thật. Các cái phần ở phía sau này của cái chiếc điện thoại này thì nhà xuất họ đã bo cong vào như này rồi để giúp chúng ta khi mà cầm nắm này, chúng ta sẽ cảm thấy là nó đỡ bị cấn tay hơn, nó sẽ thoải mái hơn. Cảm giác cầm nắm trên sản phẩm này là khá tốt đấy nhá. Ok, chúng ta sẽ nói tiếp nào. Ở phía các cái cạnh máy thì sao? Ở phía cạnh trái chúng ta sẽ có một cái khay để chứa 2 SIM và một thẻ nhớ, rất thoải mái luôn. Nghĩa là nếu mà sau này các bạn dùng hết bộ nhớ trong 128GB thì các bạn mua thêm thẻ nhớ mà không cần hy sinh khay SIM. Đấy là cái điểm mà mình thích này. Chúng ta sẽ có thêm phím nguồn cũng như là phím tăng giảm năng lượng ở phía bên cạnh phải. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cổng sạc chuẩn USB Type-C. Chúng ta sẽ có một cái mic thoại và
sẽ có một cái loa ngoài ở đây. Chiếc điện thoại này chỉ có đúng duy nhất một loa ngoài phía dưới này thôi, chứ không có loa kép đâu nhé các bạn nhé. Ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái jack cắm tai nghe 3.5 đó, và khi mà mở sáng màn hình này lên ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là các cái phần viền của dòng này thì là mức độ bình thường, phần viền trên, viền hai bên làm bình thường, tuy nhiên phần viền dưới thì làm rất là dày đấy. Và chiếc điện thoại này thì cũng sẽ không có miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài đâu. Cái form thiết kế màn hình giọt nước này thì nó cũng là một cái form thiết kế cũ rồi đấy, các bạn có thể nhìn thấy này. Và chỗ giọt nước này thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie có độ phân giải là 50 megapixel, khẩu độ là f/2.2. Chúng ta sẽ có thêm một cái giải loa thoại rất là mảnh ở phía trên này nữa. Nói đến màn hình thì sao, các bạn có thể nhìn thấy là chiếc điện thoại này có một màn hình kích thước khá lớn, nó rơi vào khoảng 6.71 inch, nhưng độ phân giải lại chỉ là HD cộng mà thôi, chính xác ra nó là 720 x 1650 pixel. Cái mật độ ảnh cho ra ở trên sổ này nó chỉ rơi khoảng 268 ppi. Với 268 ppi thì nếu các bạn nhìn gần thì các bạn sẽ nhận thấy ra điểm rỗ ở trên các cái icon ở trên này, cũng như là trên cái màn hình này chúng ta có thể nhìn thấy ra điểm rỗ được. Nó vẫn sử dụng kính cường lực Gorilla Glass, nhưng mà mình chưa tìm hiểu được là cái thông tin kính cường lực sẽ là kính cường lực Gorilla Glass mấy đấy, nhưng mà đại loại là kính cường lực sẽ là của Tinh Tinh nhé các bạn nhé. Tấm nền màn hình thì sẽ là IPS LCD, và tất nhiên rồi, nhược điểm của tấm nền này sẽ là cái độ sáng của nó sẽ không cao. Đây các bạn có thể nhìn thấy là mình đã bật độ sáng lên mức tối đa rồi. Đấy, tuy nhiên là mức độ của sáng của sổ này là mức độ bình thường thôi. Chúng ta sẽ chỉ đủ để chúng ta nhìn bên trong nhà, cũng như là trong những điều kiện mà ánh sáng nó yếu hơn thôi. Chứ còn bảo là nhìn vào trời nắng gắt thì chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu rồi. Rồi, thế nói về phần hiệu năng thì sao? Cái chiếc điện thoại của chúng ta sẽ chạy con chip Snapdragon 680. Đây là con chip 4G nhưng lại được sản xuất ở trên tiến trình rất là tiên tiến, đấy là 6 nanomet. Con chip này thì sẽ cho điểm số AnTuTu rơi vào khoảng 235.000 điểm. Tất nhiên điểm số AnTuTu thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi, nó chứ nó cũng không quyết định xem là sản phẩm có chơi game tốt hay không. Hôm sau thì admin Kha sẽ có một video test game chi tiết về cái sản phẩm này sau nhé. Điểm CPU thì sẽ rơi vào khoảng 79.000, điểm GPU thì sẽ rơi vào khoảng 37.000 điểm. Con chip Snapdragon 680 sẽ có 8 nhân 4 nhân xung nhịp tốc độ cao 2.4 GHz, và 4 nhân tiết kiệm điện hơn xung nhịp là 1.9 GHz. GPU sẽ là Adreno 610. Ngoài ra nữa thì RAM ROM đi kèm theo cái sổ này nó sẽ là 4/128 đối với cả phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay. Ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có phiên bản khác, đấy là 4/64, nhưng hình như về Việt Nam thì nó sẽ là phiên bản cao nhất đấy. Đấy, mình thấy là cũng là một cái điểm mà đáng tiền đấy. Và bộ nhớ trong lọc ghi của nó sẽ là UFS 2.2 ở mức độ cơ bản ở trong cái tầm giá này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào trong phần giới thiệu điện thoại, các bạn có thể nhìn thấy là phiên bản MIUI sẽ là MIUI 13.0.5 này. Phiên bản Android sẽ là Android 11. Giá như có Android 12 luôn thì mình sẽ thích hơn. Đấy, tuy nhiên là cái sổ này nó chỉ có Android 11 có sẵn thôi. Tất nhiên đối với một sổ chính hãng thì nó sẽ có sẵn tiếng Việt, sẽ có sẵn Just Play các thứ rồi. Về pin thì cái chiếc điện thoại của chúng ta sẽ có viên pin là 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18W. Tuy nhiên sạc đi kèm rất đáng tiếc, nó lại chỉ là sạc 10W mà thôi. Đấy, còn đây là giao diện camera của cái chiếc điện thoại này đây. Các bạn có thể nhìn thấy là vì cái camera này nó không có góc rộng nên thành ra là nó sẽ không có cái tùy chọn là camera góc rộng ở đây, nó chỉ có chụp ảnh này, xong chân dung cái thứ ở đây thôi. Rất là đơn giản như này thôi. Đấy. Còn đây là camera selfie, để mình sẽ phải lau cái camera selfie này đi nhá. Này xem nào. Camera selfie này mình đánh giá mức độ rất bình thường thôi, đủ để cho các bạn gọi điện video call. Còn nếu chụp ảnh selfie thì nên ra ngoài điều kiện thừa sáng hoặc là ra ngoài trời. Cho mình nói thật, chứ chụp ảnh trong nhà thì chán lắm. Và như vậy là mình vừa mới mở hộp cái sản phẩm Redmi 10C, một cái điện thoại giá rẻ của Xiaomi cùng phân khúc giá với cả Bayphone A40. Đấy, tuy nhiên sản phẩm này thì có một số những nhược điểm, ví dụ như là hộp phụ kiện thì không có ốp lưng, cũng như là không có sạc nhanh đi kèm. Thiết kế bằng nhựa thì thôi không nói gì bởi vì nó là tiêu chuẩn rồi. Nhưng mà màn hình chỉ là HD cộng. Thì ngày xưa Xiaomi đã từng có con Poco M3 và Redmi 9T là đã có Full HD cộng rồi, nhưng bây giờ nó cải lùi, nó chỉ còn là HD cộng mà thôi. Đó. Hiệu năng thì là con chip 680 là cũng có thể coi là ổn ở trong cái tầm giá này đấy. Camera thì không có camera góc rộng ở phía sau đâu nhé các bạn nhé. Mặc dù camera lên tới là 50 chấm nhưng không có camera góc rộng ở phía sau. Pin ok, 5000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh nhưng sạc đi kèm lại chỉ là 10W. Đấy, đấy là những cái nhược điểm. Nó cũng không có loa ngoài, là loa kép cũng không kháng nước kháng bụi. Tất nhiên bảo là bây giờ nếu mà so sánh sang với cả một cái chiếc điện thoại 3 triệu ngày xưa nhiều là Poco M3 và Redmi 9T ấy, thì sẽ không thể so sánh được. Đấy, tuy nhiên là các bạn cũng cần phải biết là thời điểm này giá bán của điện thoại đang tăng lên, chi phí linh kiện cái thứ điện thoại cái thứ cũng tăng lên, chi phí vận chuyển rất nhiều cái chi phí khác nó đội giá lên. Nên thành ra là Redmi 10C nó sẽ rất khó có thể có mức giá rẻ được. Hôm sau thì mình sẽ có một video so sánh cái sản phẩm này với cả chiếc Bayphone A40 nhé.
ít nhất thì mình thấy là Bphone có 2 điểm hơn Xiaomi này, đấy là về thiết kế cũng như là về màn hình. Đó, thì đấy là hai cái điểm mà mình thấy là Bphone đang nhỉnh hơn cho Redmi 10C ở đấy. Còn lại thì hôm sau thì mình sẽ nói kỹ hơn về camera các thứ ra sao, phần mềm các thứ như thế nào, đúng không ạ? Rồi là hiệu năng của hai sản phẩm thì nào thì tốt hơn, thế thì hôm sau mình sẽ nói. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê, và rất là cảm ơn hệ thống điện thoại Cellphone S đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện video này. Tất cả thông tin về chiếc điện thoại này các bạn có thể click trực tiếp vào đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment, xong sau đó liên hệ trực tiếp đến Cellphone S để có được mức giá tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.